là một trong ba dân tộc rất ít người của tỉnh Điện Biên. Đồng bào Cống vốn có địa vực cư trú phân tán trên vùng biên giới Việt Trung và Việt Lào. Hiện nay không chỉ cư trú ở bản Púng Bon mà tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, đồng bào dân tộc Cống còn tập trung sinh sống tại các bản Hủy Moi và Si Văn. Song dù là sinh sống ở địa bàn nào thì đồng bào dân tộc Cống đều không chờ đến khi hoa đào hoa mận nở khắp rừng, mà chọn thời điểm những bông hoa màu gà khoe sắc rực rỡ nhất. Đó chính là lúc đồng bào bắt đầu chuẩn bị tổ chức Tết hoa màu gà, hay còn gọi là mền lóng vạt ái, một thời khắc chuyển giao quan trọng của dân tộc Cống. Hiện nay, đồng bào Cống tại Púng Bon có hơn 50 hộ với khoảng 250 nhân khẩu. Từ xa xưa, người Cống vốn coi đời sống tâm linh là hết sức thiêng liêng. Với niềm tin không bao giờ tắt, họ luôn tin rằng bên cạnh sự nỗ lực của bản thân trong cuộc sống mưu sinh, các thần linh, tổ tiên luôn đồng hành để tiếp thêm sức mạnh, giúp đồng bào Cống vượt qua thử thách trong cuộc sống. Bởi vậy mà từ lâu, Tết hoa màu gà đã trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo tiêu biểu, không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng người Cống. Người Cống có nhiều ngày Tết, nhưng quan trọng nhất là Tết hoa màu gà với ý nghĩa tạm biệt năm cũ. Khi cúng lễ vật sẽ mời thần linh tổ tiên về nhận lễ, ăn Tết cùng dân bản và xin trời đất tổ tiên, thần linh ban cho mọi người sức khỏe, những điều may mắn, vụ mùa năm tới bội thu. Mình chiêu là củ đào đi. Tết hoa màu gà gồm phần lễ và phần hội với ý nghĩa kết thúc một năm cũ đã qua, đón chào một năm mới sắp tới. Trong phần lễ, người dân trong bản sẽ cúng dâng gạo, bánh chưng, củ quả tại lễ cúng chung của bản. Sau đó các gia đình mới được cúng gia tiên. Những hồi chiêng đồng âm vang khắp bản thì cũng là lúc Tết hoa được chính thức bắt đầu. Hoa màu gà là loài hoa linh thiêng không thể thiếu trong lễ cúng với ý nghĩa xua đuổi tà ma, phá hoại mùa màng, đồng thời là cầu nối tâm linh giữa các thành viên trong gia đình với những người đã khuất. Mới một năm là tôi lại lấy cái ông tổ tiên kia làm xong, quá xong lại tôi lại về làm lý trong cái nhà của ông tôi. Mới lại mọi năm cũng làm như thế. Cái này nó không được bỏ để sang năm học cho giỏi này, buộc chỉ tay cái gì các thứ đủ. Cái này nó không được thiếu. Mình cầu mong cho các cháu cho học giỏi, càng phát triển hơn. Thế mới niềm vui, ai cũng là niềm vui. Các cháu ở đây nếu không buộc cho thì mỗi năm cũng buộc mà. Thế là nó cũng buồn. Đấy, bắt buộc phải năm nào cũng được làm. Cái này cũng không bỏ được. Trước kia, đồng bào Cống thường tổ chức Tết hoa trong 4 ngày. Tuy nhiên, để phù hợp với những thay đổi của cuộc sống trong giai đoạn hiện nay, nghỉ lễ của Tết hoa màu gà đã được rút ngắn xuống chỉ còn 2 ngày, 1 đêm. Song những nghi lễ cúng cùng các sản vật dâng lên thần linh, tổ tiên và ý nghĩa của Tết hoa màu gà thì vẫn được người dân gìn giữ vẹn nguyên. Còn đối với người Hà Nhì ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, Tết Hồ Sự Trà của họ có thể không phải là màu sắc của ngày hội văn hóa sôi nổi, nhưng là những ngày đầu năm mới để mỗi gia đình được quây quần bên nhau, bạn bè xa đến chơi thăm nhà. Trong tiếng Hà Nhì, Hồ Sự Trà có nghĩa là Tết năm mới. Đây được xem là thời khắc chia tay năm cũ, đón chào năm mới, đồng thời cũng là ngày Tết quan trọng nhất của đồng bào Hà Nhì. Theo tập tục, vào ngày Thìn, tức là ngày con rồng của tháng 12 dương lịch hàng năm, người Hà Nhì sẽ tổ chức đón Tết cổ truyền Hồ Sự Trà của họ. Trong mâm lễ dâng lên làm lý cúng tổ tiên vào ngày Tết, mỗi dân tộc Tây Bắc lại chọn cho mình một lễ vật thiêng liêng không thể thiếu. Với dân tộc Kinh, đó là chiếc bánh chưng vuông. Dân tộc Thái là bánh chưng gù. Dân tộc Cống có bánh nếp hình sừng trâu và khoai sọ. Còn dân tộc Hà Nhì,
đó chính là chiếc bánh trôi giản dị, nhỏ bé, với ý nghĩa đại diện cho trời, đất và con người. Việc làm bánh trôi cũng là hoạt động khởi đầu cho những ngày Tết Hồ Sự Trà của người Hà Nhì. Thậm chí, nếu chưa làm xong bánh trôi thì đồng nghĩa với việc gia đình sẽ chưa được mổ lợn hoặc làm các công việc khác phục vụ cho ngày Tết. Cái cúng lễ là nơi khai quốc của người Hà Nhì đấy, là bột gạo được chuẩn bị từ hôm trước. Sau đó thì đến 4-5 giờ sáng là mỗi người một việc phân công nhau. Và trước khi phân công nhau thì bánh trôi là không thể bổ được. Bánh trôi, trôi xong bắt đầu lùa chín xong bắt đầu mới cúng thử. Cúng thử tổ tiên. Đấy. Thì ba cái bánh trôi to này đấy, thể hiện là người Hà Nhì là không có bốn mùa. Mà là luôn luôn cúng cái ba cái thứ nhất là trồn trộn, cái thứ là con người ở giữa, cái thứ ba là chăn nuôi, cho nên ba cái này là không thể một lần. Nên là cái cúng bánh trôi trước khi một lần, sau đó bắt đầu mới trôi cúng xuống bắt đầu là một người ăn xong rồi một lần, sau đó một lần thì là một mâm nữa, đấy, một mâm nữa là một bát nước trong là có đồn tiền bạc, với là một bát nước chè, một bát gạo. Cùng với bánh trôi thì bánh dày cũng là thứ vật phẩm không thể thiếu trong ngày Tết Hồ Sự Trà của người Hà Nhì. Giã bánh dày là công việc nặng nhọc, lâu công và tốn sức lực. Vì vậy, các chị em phụ nữ ở các gia đình trong bản thường lập thành nhóm, liên tục thay nhau giã, mỗi lần 3-4 người. Giã bánh dày ngày Tết cũng chính là hoạt động hợp tác nhóm, thể hiện rõ nét tình đoàn kết, gắn bó trong mối quan hệ cộng đồng của người đồng bào Hà Nhì. Và nếu làm bánh trôi là hoạt động khởi đầu với ý nghĩa để làm lý dâng lên tổ tiên và người nhà ăn, thì bánh dày được dùng làm quà biếu thiết đãi những người khách phương xa để họ cùng chung vui và luôn nhớ đến ngày Tết Hồ Sự Trà của cộng đồng người Hà Nhì. Với đồng bào Tày Nùng tại các thôn bản thuộc xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, vào ngày Tết cổ truyền, bà con vẫn thường chơi đánh yến. Chỉ với quả cầu lông gà được làm khá đơn giản, đế bằng lá cây, thân bằng ống tre hoặc nứa non và những chiếc lông gà, người chơi sẽ dùng bàn tay đánh quả cầu lông gà qua lại, sao cho quả cầu không rơi xuống đất. Vào mỗi dịp lễ Tết, cộng đồng dân bản sẽ cùng nhau chơi đánh yến. Cách làm quả cầu lông gà cũng được các bà, các mẹ hướng dẫn để con cháu làm theo. Chúng tôi là dân tộc Nùng, cái quả cầu này là cái ngày Tết là chơi nhiều nhất, rồi là cái ngày lễ, ngày Tết gì cũng chơi được. Nhưng mà cả trẻ con, cả người lớn cũng chơi được hết, đông lắm, vui. Làm cũng dễ thôi. Gọi là lông gà thật, nhưng mà bắt con gà sống về nhổ lấy cái lông kia, cái lá này phải đi rừng lấy. Bây giờ chúng tôi đang dạy các bọn trẻ là sẽ ngấp theo bà sẽ dạy cho, sẽ hiểu hết. Vào ngày Tết cổ truyền, chỉ cần du khách đến thăm nơi thôn bản của đồng bào Cống, Hà Nhì hay Tày Nùng thì chắc chắn sẽ được bà con nhiệt tình mời ăn bữa cơm, uống chén rượu hay đơn giản là chờ ăn một miếng bánh trôi vào buổi sáng, đợi những chiếc bánh dày được giã xong, cùng bà con tham dự những trò chơi dân gian. Đó đều là những trải nghiệm khó quên, để mỗi khi xem lịch, nhìn vào những ngày cuối năm, lại muốn thêm một lần được đến Điện Biên chung vui với đồng bào các dân tộc ít người trong ngày Tết truyền thống của họ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Sắc màu văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.